Wow, ở trong Play Together có trời mưa này mấy bạn ơi, lại còn sấm sét như kiểu trong game Minecraft luôn. Uầy uầy, có bố ơi, bạn này có ô nè. Trời ơi, mà ô bé xíu à, hôm nay là thằng béo hơn, thằng to, thằng tóc cây hơn rồi. Làm gì có ai chạy ô được đấy. Chỉ có một cách, đó là thằng tự đi mua ô thì mới chạy được cho thằng thôi. Trời mưa như này thì chúng ta phải về nhà ngủ một giấc thì không còn gì xứng bằng luôn. Nhưng mà thằng lại thích đi gặp cái chị mà bán ô, bởi vì là chỉ khi trời mưa thì mới xuất hiện cái chị bán ô đấy, kiểu như ông thương lái trong Minecraft ấy. Nhưng mà chắc là ta phải hỏi mấy cái bạn này xem nào, cái người bán ô ở đâu, chị bán ô ở đâu vậy các em ơi? Anh đang quay clip đây nè, chật chật. Chị bán ô đâu 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 đâu? Lên xe lên xe lên xe lên xe. Ui, xe của bạn này chỉ ngồi được một người thôi, sao ta không lên được ta? À đấy, đấy, lên được rồi. Ôi, lâu không đi ngồi nhờ xe ô tô của các bạn, quên mất cái cách ngồi lên xe. Đây nè, đây nè, em gái mưa, trời ơi, ơi em gái mưa, nhưng mà trời tạnh mưa mất tiêu rồi. Ôi ôi, thôi chắc là ta chỉ ghé xem cửa hàng thôi, chứ trời tạnh mưa rồi mua ô làm gì nữa. Trời mưa thế này bạn không cần ô à? Có, người ta cần ô người ta mới đến đây chứ. Trời ơi, hỏi toàn cái câu thừa luôn. Các loại ô xinh xắn đây, đến trận ô đi nào. Có nào, bây giờ mưa bé. What, 7.500 một cái ô luôn, chiêu. Bán cái gì mà đắt vậy trời, thằng cầm nó 11.000 kìa. Ô xanh cũng 7.500 luôn kìa. Ô đỏ nè, 9.000 tiền. Ô bảy màu, 90 kim cương. Ui, ô, trời nó lại mưa luôn kìa các bạn ơi. Trời lại mưa luôn kìa. Ui, ô gì, ô này gọi là ô hướng dương này, ô hoa hướng dương này, 140 kim cương. À, áo mưa này, yeah, mua áo mưa nha. Áo mưa chỉ có 4.500 tiền đô thôi. Để áo mưa màu này này thôi, mặc áo mưa cho nó đẹp các bạn ơi. Nhưng mà thằng thấy là ô đẹp hơn. Ui, có cả úng nữa nè. Oh my god, phải mua combo như này. Thằng đang bị thiếu tiền, thằng mà đủ tiền thì thằng mua luôn nè. Hả các bạn ơi, mua cái gì, mua ô nha, mua nha. Các bạn ơi, lên mặc áo mưa đẹp hơn hay là mặc ô đẹp hơn ta nhỉ? Thôi thôi, thằng sẽ mua ô đi, ô là che được cho tất cả các bạn nha. Rồi mua ô nha, bây giờ lại quay lại mua ô. Hy sinh 7.500 tiền đô này, mua ô màu vàng nè. Thằng nào thằng thích màu vàng hay là 7 màu đi. Ui mày, 7 màu 90 kim cương thì mua cái gì ơi, mua màu vàng. Ok ngay. Trời ơi các bạn ơi, vậy là thằng đã mất rồi, bây giờ thằng trở thành người nghèo này, thằng hết mất tiền rồi. Ô màu vàng, yes. Rồi rồi rồi, à thằng vẫn còn tiền nên thằng sẽ mua thêm một đôi ủng nữa nha. Bởi vì là trời mưa bẩn lắm nên là thằng phải đi. Trời ơi, coi chừng sấm sét đấy chứ gì, người ta mua ô xong rồi đã dọa người ta rồi. Rồi bắn nhanh bắn nhanh bắn nhanh, có bắn nhanh nào bắn nhanh nào. Đây thằng sẽ mua một cái đôi ủng màu xanh lá cây. Trời ơi, 1.800 đô này. Ok, rồi. Ui, what, trời ơi, ra cái skin của bạn nào tóc dài nhìn xấu hút ra. Ok các bạn ơi, rồi giới thiệu nhiều quá các chị gái này. Rồi ra đây. Ô đâu rồi, đây có ô ngay. Tên Phật ô lên. Uê, trời đẹp trai chưa, các bạn thấy ngầu chưa, thằng cầm ô ngầu như cái bồn cầu luôn. Rồi bây giờ là thế còn cái ủng của thằng nữa đâu nhở? Thằng đi ủng chưa ta? Chưa. Nào trang trí này. Đây, ủng đây. Yo. Anh đang hâm điện thoại là cái gì? Anh đang cầm điện thoại, anh đang bấm điện thoại. Đó, xịn chưa. Thôi bây giờ là đi về nhà thôi, bởi vì là ở nhà còn cái con thỏ của thằng này, thằng phải lui lo nữa để cho nó mọc chân mọc tay ra. Về thôi. Nào, chở anh về nhà với. Có ai chở anh về nhà không? Ôi, mấy cái xe của bạn này ngồi được mỗi một chỗ này. À đây. Có cái bạn màu vàng này hay chở thắng nè. Về nhà thôi các bạn ơi. Hôm nay có ô xịn rồi. Không biết là ở nhà có mưa không ta nhở? Ở nhà không mưa luôn, chỉ có ở thành phố mới mưa thôi. Không mưa nhà thằng vẫn treo ô. Vì ô vừa mới mua xong mà không dùng thì có mà lãng phí. Treo ô. Ôi xa ơi, xịn chưa. Đúng rồi, nhìn như kiểu cầm ô, nhìn kiểu rất là lãng tử luôn. Thắng TT lãng tử luôn. Rồi xong anh nhiều fan. À quên. Đã kết thêm bạn á. Nhầm. Nhà của thằng ở bên này cơ mà. Đi sang bên tay phải đi. Bây giờ mấy cái cột đèn biến thành mấy cái mặt nạ bí ngô hết rồi. Mà ở ngoài thằng cũng muốn mua cái mặt nạ bí ngô để về nhà trang trí mà không thấy đâu cả, chưa thấy ai bán cả. Rồi về nhà. À, sửa bảng tên. Mà thôi, sao ở ngoài này đánh nhanh nhà thằng phải có cột đèn nhở? Sức nhà thằng chả có cột đèn gì như tối ôm như này nha. Thôi vào nhà đi mấy bạn ơi. Vào nhà. Về nhà trời rồi, tạnh mưa nó mới chán chứ. Về nhà trời nó mưa đi ngủ nó mới sướng các bạn nhỉ. Ui, tôi xong lại đi tù. Mở cửa em ơi. Đó, em này không biết mở cửa à? Ui giời ơi. À, có mấy bạn ở bên ngoài cứ thắng mở xong lại đóng này. Trời ơi, mở nó đóng lại. Chơi, đúng rồi. Em cứ đóng đi, cứ đóng tệt ga đi. Ôi, con thỏ có thắng đâu rồi. Đó,
bây giờ cho con thỏ ăn này. Con thỏ mọc chân chưa? Ô mấy bạn ơi, con thỏ của thắng nữa chưa mọc cái gì luôn, hình mọc đuôi sao ấy. Rồi cho nó ăn nè. Con thỏ bao nhiêu tim máu rồi? Đâu ấy? Thỏ cưng nè, thỏ cưng nè. Cổ kem xù. Ơ, bạn Ninh Cô Tê 4D đã chăm sóc thỏ của thắng nè. Ui, được rồi, cộng thêm 30 tim cờ. Hay quá, con thỏ này bao nhiêu tim rồi? Con thỏ này chắc sắp mọc chân. Ui, bây giờ mất 200 đô nè. Chăm gì, chăm thú cưng nè, 20 kim cương nè. Rồi, 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 chăm thú cưng nè. Bây giờ đã bắt đầu chăm sóc rồi, bây giờ lại đợi thôi. Con thỏ tăng thêm 30 tim ấy nhá. Hiện tại bây giờ chắc là 80 hay 90 tim. Rồi ok ok, bây giờ làm gì ta, bây giờ làm gì ta. Các ê, Phật ô trong nhà này. Ui, đừng có treo ô trong nhà nhá. Treo ô trong nhà là hay kiểu là có ma nó trong ô lên lên. Đừng có treo. Ui trời, bạn này cũng có ô màu xanh. Đã bảo đừng có Phật ô trong nhà rồi mà. Em biết một chỗ bí mật ở khu cắm trại. Anh Thắng đi vào khu cắm trại rồi bơi qua hồ nước. Rồi anh đến chỗ dốc đi lên rồi anh thấy một cái cửa có nước chảy qua. Anh đi vào đấy, chúc anh thành công. Đấy là chỗ bí mật á. Anh mở vào khu cắm trại thì anh đi lên cầu ở thang nước. Rồi anh đi vào thang nước là sẽ chỗ nâng cấp thú cưng. À, nói chung là các bạn đã mách thắng là ở cái thang nước ấy có một cái cánh cửa bí mật, có một cái khu bí mật. Để hỏi xem, để hỏi xem nha. Anh Thắng ngủ rồi. Ngủ cái gì mà ngủ, anh đang đọc bình luận của các bạn này. Ngủ thế nào được, người ta đang quay video bảo đi ngủ. Đây, hỏi mấy bạn này xem là có thang nước bí mật không. Có thang nước bí mật à các em, có thang nước bí mật à. Xem nào, có ai trả lời không, có ai trả lời không. Theo em, ok luôn, lên xe, đi tới thác nước bí mật luôn. Đúng rồi anh, ô, oh, được đó. Đó, thằng sẽ đi tới cái thác nước bí mật đó, lên xe. Lên xe, đi thôi. Ở khu cắm trại. Ôi, viết là có viết sai nữa. Không hiểu cái gì. Trời ơi, sao bạn kia không hiểu, tao viết chưa có dấu mà, sao nó không hiểu. Đây nè, camping tới khu cắm trại này. Trời ơi, đang đi thì bác lái xe biết đi qua. Rồi đi vô. Ui, ui đi vô thôi. Một mình thắng là vô là hơi bị sợ đây nè. Rủ thêm vài bạn fan nữa đi vô cho đỡ sợ. Khu bí mật có ma không. Ui, cá kìa. Trời ơi, trong này nhiều cá nhở. Vương official nhưng mà bây giờ đi cái gì. À, thác nước bên kia kìa. Chỗ nào ta? Rồi, để anh lên xe. Lên xe, bạn fan này đưa thằng đi nhá. Let's go. Anh Thư BT. Ui, thằng cùng mỗi 17 viên kim cương. Bạn nào có nhiều viên kim cương thì nhớ tặng thắng nha. Đây nè. Trong thác nước này đúng không? À, không phải á. À, đi lên dốc đây. Đi lên dốc đây nè. Ua. Trời, bạn biết đường đi. Ui. What, các bạn ơi, đây nè, có một khu bí mật thật luôn. Trời ơi, trong này như kiểu là một cái hoàng cung, như kiểu là một cái ngôi nhà của bà phù thủy. Mà đây nè, đây là phù thủy thật nè. Phù thủy là tên gì? Umbalasibo. Để ta sẽ nói chuyện với bà phù thủy xem nha. Anh có thể ghép thú cưng. Để xem nào. Ôi giật cả mình. Lời này mà cũng có người tìm đến. Ui dồi ôi, lời này bạn nào chẳng biết nhờ. Mấy bạn xem video không biết hết. Chỉ có mỗi thằng không biết thôi. Ông này cứ làm như là kín nắm ấy. Đọc tiếp nào. Ta tên là Gangda. Đọc Gangda cho nó chuẩn nhá. Ta đang nghiên cứu phép kết hợp thú cưng. Nếu dùng phép kết hợp thú cưng, thú cưng sẽ trở lên xinh đẹp hơn. Ui, tức là thằng sẽ kết hợp con mèo, con thỏ và thằng trở thành thỏ mèo hoặc là mèo thỏ. Ui trời ơi, thỏ tai mèo hoặc là mèo chân thỏ kiểu như vậy. Có hứng thú thì dùng thử nhé. Có, để xem nào. Không thể chọn. Ơ, sao thằng có chọn được đâu. Oh my god các bạn ơi, cái này dùng kiểu gì ta. Ui, nhưng, ui, anh không ghép được nè. Hiện linh cho ta về một thật đẹp. Cái quái gì bạn kia nói linh ta linh tinh rồi còn nhảy nhăn nhót chứ. Tôi nói rồi mà. Ui, bạn này vừa mới chơi Squid Game ra này. 458 này. Trời ơi, bắt bạn này. Nhưng mà sao thằng không kết hợp được ta. Anh phải có 4 con bet cái gì ấy. Anh phải có 4 con bet cái gì thằng mới có 2 con bet. Thì làm sao bây giờ mặn lắm. Ui, tức là tốn tiền lắm. Không, tôi đã cái gì mà tốn tiền thì thôi ôi. Đi ra ngoài bạn ơi. Tốn tiền là không đâu ơi. Nhận phần thưởng miễn phí là nhận luôn 50 đô. Này bây giờ là đang trở thành thắng TT nghèo nhất xã hội luôn. Coi các bạn ơi, nhìn này. Bây giờ là thắng to cười nhanh, béo hôn nhanh. Nhưng mà thắng đi xe đạp như kiểu là ngố nghênh hôn này. Ui các bạn nhìn này. Đi xe đạp không cần cầm tay điều khiển luôn mà thả tay luôn này. Như kiểu là hồi bé ra chơi luôn. Sợ thiệt sự luôn đó. Bây giờ kiểu như mẫu hơn rồi. Bây giờ kiểu như là người lớn rồi. Trời ơi, đi xe đạp không cần. Ui, chắc là lái ô tô không cầm vô lăng luôn đấy. Đây này, ở cái video trước ấy mà thắng chơi bị thua ở cái đường đua siêu tốc ấy. Nên là có rất là nhiều bạn đã comment chỉ đánh cách chơi, chỉ đánh mẹo chơi nha. Đó là đường đua quốc lộ. Anh phải vừa chạy vừa nhảy liên tục và phải biết khoảng cách không sẽ bị ngã, bao gồm cả đi đường tắt thì anh mới thắng được.
chứ không phải do nhân vật. Đây nè, đua xe tốc độ đường lộ. Rồi, ta sẽ áp dụng vừa chạy vừa nhảy và đi cả đường tắt mà thằng chả biết đường tắt là cái đường nào nữa. Có nhiều bạn biết đường tắt không? Hình như đường tắt là cái đường bên kia sao? Nào, 1, 2, 3, 3, 2, 1, lên cậu, what? Nhảy nè, yeah, nhảy tiếp nè. Rồi, nhảy tiếp nè. Ui trời, suýt lỡ đáng bị ngã xuống nhá. Ui trời ơi, oh my god. Thế này thì thắng làm sao được mấy bạn ơi. Wow. Đó, nhảy nhanh hơn nè. Nhanh hơn thật sự luôn. Wow. Tiếp theo nữa nào. Tiếp theo, trời ơi. Thằng hạng mấy đây. Trời ơi, hạng 8. Yeah. Hạng 8 cũng là xịn sò rồi nhưng mà thắng chưa thể hạng nhất được. Ok, rồi, mấy bạn kia cần hạng 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 luôn. Xem nào. Uầy. Kia, hạng 17 là cuối cùng luôn. Thắng ở hạng 8 là thắng cũng hơi bị đẳng cấp rồi đó. Được đó. Đấu hay lắm. Ủa, có bạn vẫn còn chưa cả về tới đích luôn nè. Vậy là hạng 19 luôn kìa. Được chấm, nhưng mà ta không được hạng 1. Hạng 1 thì tỉnh hơn, hạng 1 thì nói to hơn, cao hơn. Như vậy là thằng đã có thêm kinh nghiệm chơi cái trò đường đua tốc độ đường lộ rồi nha. Chắc là thằng phải chơi thêm vài chục lần nữa thì thằng chơi mới giành được giải nhất hạng 1 được. Hôm nay là thằng mua được cái ô rồi. Hôm nào mà mưa ấy, cầm ô đi che cho mấy cái bạn gái xong tán mấy bạn ấy luôn. Nghe có vẻ ok đấy nhở. Rồi, thì cái video ngày hôm nay của thằng tới đây là kết thúc rồi nha. Hẹn các bạn tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.